Chào tất cả các bạn. Cô Hậu rất vui vì lại được gặp chúng mình trong clip ngày hôm nay. Các bạn ơi, sắp tới ngày Tết Trung Thu rồi. Chúng mình thường thấy gì trong ngày Tết Trung Thu nhỉ? À, có bạn trả lời là trong ngày Tết Trung Thu thì chúng mình sẽ nhìn thấy chú Cuội này, thấy chị Hằng này. Có bạn thì trả lời là Tết Trung Thu thì sẽ có mâm ngũ quả. Có bạn lại trả lời rằng là Tết Trung Thu thì chúng mình sẽ được xem búa lân, đúng không ạ? Và có một hoạt động đặc trưng trong ngày Tết Trung Thu không thể thiếu, đó chính là hoạt động rước đèn. Và một loại đèn truyền thống trong ngày Tết Trung Thu của chúng ta, đó chính là chiếc đèn ông sao. Các bạn nào được rước đèn ông sao chưa? Hôm nay thì cô Hậu sẽ hướng dẫn các bạn cùng làm một chiếc đèn ông sao để chúng mình rước đèn trong đêm Trung Thu nhé. Để làm một chiếc đèn ông sao thì chúng mình cần những nguyên liệu gì? Các bạn cùng nhau theo dõi lên màn hình nhé. Để làm một chiếc đèn ông sao thì chúng mình sẽ cần đến một khung đèn ông sao như thế này ạ. Tiếp theo, các bạn sẽ cần đến hai hình tam giác to. Chúng mình sẽ dán vào giữa phần giữa của ngôi sao ạ. Tiếp theo nữa là 6 hình tam giác nhỏ để dán vào hai mặt phần 3 phần cánh còn lại của ngôi sao. 5 chiếc que trống để tạo thành hình ngôi sao 3D. Và không thể thiếu đó chính là hồ dán, để chúng mình dán giấy màu lên cánh sao. 1 chiếc bút lông để chúng mình dán hồ ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay vào làm với cô nhé. Sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu để làm đèn ngôi sao xong thì các bạn sẽ chân chỉnh lại ngôi sao của chúng mình một chút cho các cánh đều nhau này, không bị xô. Sau đó các bạn lựa chọn một hình tam giác to. Ban đầu chúng mình đã chuẩn bị. Cô Hậu, ở đây cô Hậu chọn là cô tô màu đỏ. Các bạn có thể tô màu tùy ý ạ. Chúng mình sẽ dán phần tam giác to này lên hai cánh ngang của ngôi sao này và che phủ phần giữa của ngôi sao ạ. Bây giờ chúng mình sẽ quét hồ nhé. Các bạn nên sử dụng bút lông hoặc là tăm bông để quét hồ lên trên khung ngôi sao. Bởi vì trên khung thì vẫn có thể là sẽ có những que nhỏ, có thể làm các bạn bị đau nếu như chúng mình sử dụng tay. Khi dán thì chúng mình sẽ cân làm sao để cho giấy dán kín hết mép của đường viền khung. Lát nữa chúng mình chống que lên thì ngôi sao của chúng mình không bị hở. Chúng mình miết nhé, các bạn sẽ miết để cho giấy có thể dính lên trên khung hơn. Như thế này ạ. Tiếp theo, bây giờ các bạn sẽ lựa chọn phần cánh nhỏ mà chúng mình đã chuẩn bị từ lúc nãy. Mình lại quét hồ lên giúp cô nha. Và ở đây cô Hậu lựa chọn hình tam giác màu xanh ạ. Tương tự như phần dán cánh sao vừa nãy thì chúng mình cũng sẽ miết để cho cánh giấy có thể dính chặt hơn. Một cánh sao rồi ạ. Các bạn sẽ làm tương tự với các cánh sao còn lại nhé. Cố gắng căng cái cánh sao của chúng mình lên, không làm lát nữa thì khi chống cánh sao lên thì sẽ bị võng xuống. Cánh sao của chúng mình
bạn nhớ căn hai bên cạnh sao ra nhé, dán giấy thật căng. Cô hậu đã làm xong rồi một mặt rồi ạ, chúng mình sẽ làm tương tự với mặt tiếp theo nhé. Thành hai mặt của ngôi sao rồi này. Công đoạn tiếp theo chúng mình cần làm đó là các bạn sẽ chống phần giữa của ngôi sao ạ. Để chúng mình tạo thành một ngôi sao 3D nhá. Bạn sẽ nâng một phần, chúng mình sẽ chống cái phần que nhỏ này vào các điểm giao của cánh sao ạ. Ở đây sẽ có 5 điểm giao này. Trong lúc chống thì chúng mình cũng gia cố lại phần cánh sao của chúng mình một chút nhé. Vậy là cô hậu đã hoàn thành xong một ngôi sao 3D rồi. Đây được gọi là chiếc đèn ông sao. Và các bạn nhỏ thường dùng chiếc đèn ông sao này để rước đèn trong đêm trung thu. Các bạn ơi, sau khi đợi hồ dán ở trên đèn của chúng mình khô thì các bạn sẽ làm thêm một chiếc cán để chúng mình có thể dễ rước đèn dễ hơn. Và như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong một chiếc đèn ông sao rồi. Không khó đúng không ạ? Bây giờ cô hậu muốn giới thiệu đến chúng mình một bài hát. Bài hát này mang tên của chiếc đèn. Đó là bài hát Chiếc đèn ông sao. Chúng mình sẽ cùng sử dụng chiếc đèn ông sao mà chúng mình vừa làm để hát và vận động bài hát này cùng với cô nhé. Bài hát Chiếc đèn ông sao. Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, cán cây rất dài can cao qua đầu. Em cầm đèn sao em hoa vàng vàng, đèn sáng tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh, đây em sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, anh sao bác hồ cả sáng nơi nơi, anh sao bác hồ cả sáng nơi nơi. Vậy là hôm nay cô hậu đã hướng dẫn các bạn làm một chiếc đèn ông sao để chúng mình có thể rước trong đêm đèn trung thu đúng không ạ? Bây giờ thời gian của chúng mình đã hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.